Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu. Một cây sam núi bông đang ngự trên cái bình cổ nha mình. Bình này thì ở với gia đình cũng được 35 năm rồi. Thì nếu mà trước đó nữa chắc cũng phải là tầm 40 năm. Đó. Tầm 40 năm mà không biết là nó sản xuất từ năm nào luôn. Chắc phải đi xét nghiệm ADN thôi đó nha. Bình này men thì nó ngã cổ rồi. Chim ho lá. Cái này là giao lưu bình tặng cây nha. Còn nếu mà giao lưu cây thì tặng bình. Chim, chim nổi luôn nha mà. Khác nổi. Ho này. Rất là đẹp luôn nha, rất là tinh tế luôn. Cái này cũng xếp vô đồ cổ nha. Đó. Họ tiếc nè. Cổ bình nè. Này, cổ bình này. Hôm nay là mình nói về cái bình này là nhiều nha. Đó. Cây thì nhìn qua một cái là biết rồi. Có cái bình này. Có cái nước men là nó ngã cổ này rất là đẹp. Đó. Đâu vào đó luôn nha. Màu nào ra màu đó luôn. Màu này. Đậm lợt rồi nó đều luôn nha. Cái chất bình rất là đẹp. Này à, xuất xứ từ đâu thì cũng không biết nha. Đó. Do cái bình nó bị răng, răng bắt đầu nó răng đây nè, răng đây. Ở nhà vườn tận dụng rồi cấy một cái cây sam núi vô. Đó. Cây sam núi này cấy vô cũng khá là lâu rồi nha. Bình nhìn rất là đẹp luôn, rất là cổ kính luôn. Đó, chim này, chim đậu trên cái cành hoa này. Cành hoa này cũng khá là đẹp. Rồi, ok. Tác phẩm này có mã số là 868, số rất là đẹp, số phát luôn nha mình. Cái hoành gốc của cây sam đây nè. Hoành gốc cây sam đây là 11 nè. Chiều cao mà từ tính từ trong cái mặt bình này nè, trong đây nè, lên trên ngọn của cái cây sam trực đây là 75. Chiều phóng mà từ cái ngọn sam này mà xuống dưới cái ngọn đổ bay này là 115. Cái bình có kích thước là cao là 52, rộng là 25. Tác phẩm này cũng rất là độc đáo nha. Đó. Cây sam này là sam núi bông. Cái thân trực này là cũng là của thằng này luôn nha. Nó là một cây nha. Rất là độc lạ luôn. Tác phẩm này rất là độc lạ. Để mà giao lưu bình á thì tặng cây, mà giao lưu cây thì tặng bình. Đó, nếu nhà mình đồng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cây sam núi này thì nuôi rất là già rồi nha. Đó, tay cành này. Tay cành rất là lực luôn. Quái nữa. Sam núi là sam núi khai thác nha. Cây này là cây bông. Nếu mình thích trái thì mình ghép trái vô thôi. Rất là đơn giản. Mình ghép nó giống như ghép chùm mồi cả nha. Tác phẩm này rất là độc lạ nha. Kiểu này chắc phải kêu anh Phú độc lạ Bình Dương quay cây này thôi. Rất là đẹp. Cái họa tiết của cái bình này rất là thích luôn này. Đường nét rất là sắc sảo luôn nha. Rồi, quay cái bình. Giao lưu bình thì tặng cây, mà giao lưu cây thì tặng bình. Ở trên cái cổ bình cũng rất là đẹp.
Mình rất là thích cái bình này luôn. Rồi quay một vòng nữa cho khán giả xem nha. Rất là đẹp, tác phẩm này rất là độc đáo. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn nha.